Chứ đúng ra nhá, chúng nó là người có liêm sỉ là cái xe hỏng rồi. Rồi. Đấy đúng, nhưng mà đây bọn nó không thể chấp, không thể nói rồi. Thế là hôm qua, chiều hôm qua nó về về đây. Về với em ở đây. À, thế nhưng mà qua về nó bảo như vậy là nó còn không được vào trong ấy. À. Nó có vào đâu. Không được vào. À. Đấy thì không biết là đúng hay không, nhưng mà nó không được vào, nó chỉ vào cái vào cái quán để lấy đồ thôi. À. Và đấy ông phải vào ngay làm ngay, mai ông làm đi, ông thông báo cho mấy ngày ông làm ngay đi. À. Làm ngay đi. Thế là nó xui ông vào để mang cái gì? Mà căng biểu ngữ à? Ờ. Biểu ngữ. Rất là mất dạy đấy, ông xem tình nghĩa. Thì nếu như mà thực sự bào hòa mà đối xử tình nghĩa thế thì bà cũng phải rút kinh nghiệm. Vâng. Rút kinh nghiệm bởi vì 8-10 năm chứ không phải là 1-2 năm. Thì ông ấy coi nó như còn hơn như con của cô còn không được như thế, không bằng chúng nó. Đấy, có tình nghĩa của cô đến mức độ vượt bậc như thế mà bây giờ nó cũng nặng như thế. Đấy nó đi nó liên phiên nó bố láo như thế mà giờ nó làm thế. Thì đây chú không hiểu được đấy đúng không? Bây giờ chú hiểu. Chả trách chú được. Không trách chú được. Được, bây giờ đấy chú vào đấy chú xem. Ông chú vẫn đang nghĩ là luôn nghĩ là tại sao tất cả từ đám cưới rồi các thứ nếu không có tiền không thể làm những chuyện đó được. Nhưng mà không lấy ai một xu, trong khi đó một bên lại thì cũng mấy chục triệu mà cứ dây ra thì không hiểu là cái lý do nó làm sao mình cứ nội bộ thì mình không biết được đấy, không biết được đấy, nhưng cái hai cái đó nó cứ thế hôm qua là mấy đứa về đây nó vào ba thằng Trường, thằng Lịch, thằng gì đấy, Sơn à? Không biết từng cái thằng không làm gì à, cái thằng không thi không, thằng mày béo vậy. Ừ, mày có cái nốt ruồi ông không để ý. Vâng. Ba thằng nó vào xong rồi nó xung ông vào để đấy. Thế còn thằng Thi đấy chú không hiểu thì cũng không thằng là. Thằng Thi thì đang ở miền Nam. Vâng. Đang ở miền Nam. Được cái là ông đây thế nhưng ông lại rất tôn trọng anh. Đều hỏi là ông chú đừng làm cái gì, bình tĩnh. Còn đúng là chú. Đấy chú xem nhá. Đến cái xe bây giờ hiện tại nó đang đi là cô cũng cho nó. Đứng cho nó. Rồi vợ nó đi học nhá. Vợ nó đi học mà y sĩ gì, dược sĩ gì đấy. Bao nhiêu ngày tháng cô cũng nuôi. Cả nhà chúng nó họ hàng, nhà chúng họ hàng hấp của chúng nó, họ hàng nhà cũng nó cũng có cái gì để siết lại để mà có cái biện pháp lý để cho chúng nó thương nó, chúng nó mà chúng nó thương nó biết nó sai nhá, biết chúng nó sai nó còn thương chúng nó để làm sao chúng mong muốn mình lấy dùng tình cảm thì mình kéo đấy, từ bi ở chỗ đấy đấy chú, từ bi là ở chỗ đó đấy chú, từ bi là ở chỗ đó. Chứ còn cháu đây chú nhá, bọn cháu mà được lệnh ấy thì bọn cháu trị nó lâu rồi. Chú biết rồi chú ạ, chú biết tính cháu rồi, không nói nhiều, nói là làm. Mà cháu tuyên bố nó lúc nãy rồi, mày làm thì mày chịu hoàn toàn trách nhiệm, từ nay mày đi đến khu vực này hãy nghĩ cho nó kỹ vì nó gieo những cái gì. À thế là hôm qua nó bảo là nó là mấy hả, xong là nó lại bảo là cả hôm qua vào là thuê à, nó bảo chú thuê một người à. Bà trong đấy à. Nhưng mình đâu, mình 60 tuổi có phải trẻ con đâu. Đúng mình rồi, đúng rồi. Thằng con đi xui mình mà lại được cả. Mình có phải... Ta đời bao nhiêu năm... Tuổi đời thì mình bằng tuổi bố cho nó thì sao rồi. Mình lại ngu chuyện đã được. Vâng. Mình không bao giờ chuyện đã, mình phải tính... Nếu như không có tình cảm thì mình không cư xử như thế. Vâng. Vì tình cảm mình cư xử như thế thì làm sao mà để con đường xui mình được. Vâng. Mình cũng phải trẻ con đâu. Tất nhiên là trong đầu phải có hai cái chú đã nói rồi, hai cái đó đối kháng nhau. Đúng rồi. Hai cái nó phản đâu, một là những cái việc mà bào hòa là như vậy. Yeah. Đấy rồi đi cứu tế các mình cũng biết tâm đức đấy, tâm đức ở đấy, trong khi đó lại có năm mấy chục triệu mà cứ thế này, cứ năm này có nó khác. Thì cái đấy là mình cũng hai cái đó thì mình kêu ông trước vào là muốn là gặp cụ thể xem là cái sự thực nó thế nào. Yeah. Đấy sự thực nó thế nào đấy, nó có là như thế này hay có là như thế kia, nó cũng phải mà... Yeah. Muốn rõ ràng thì hôm nay thì thật ra nói như vậy là mình cũng hiểu được. Như vậy là cái thằng bọn này cả cái xe ô tô và còn gắn cướp người ta thì cái đấy không được. Một ngày nuôi cũng là bố là mẹ. Đúng rồi. Mình tặng người ta. Tặng người. Thì... Con chó, cháu nó, vợ nó, họ hàng nhà nó, anh chị em nó đông lắm. Chú ơi, không có thằng gì nó bảo vậy là bán nhà nó thì bán nhà mà bà Hòa còn cản trở không cho bán, nên là cái đất này nó của bà Hòa sao bán được mình cho biết rồi. Đâu nhà nha chú nhá, nhà xây nhà cho nhá, đất của cô nhá, tất cả mọi cái đất nó bao hết. Thế bây giờ nó đi, nó bảo nó đi, giờ nó quay về nó đòi bán nhà đấy. Thế à làm xong ai bỏ qua thì điện cho thằng Phi bảo mày cố gắng mày, nếu bảo bởi vì tôi nghe thế bảo chúng mày bảo nó quân quanh ở đây này. Ừ. Thì tao nó khéo mà nếu mà có mày ở đây, nếu chúng mày mà không dám gặp mặt thì có nghĩa là chúng mày là thằng là sợ,
đâu có thằng nó kể cả lúc nãy nó bảo ra cái việc mà nếu tôi mà không dám về chú là tôi mà khéo nó mới đi đấy, nó rất khéo mà khéo mới đi, mới còn không là không đấy đâu, không đấy đâu, có người tử tế thì người ta là phải đàng hoàng thì cũng bảo nếu phải đàng hoàng luôn, trắng trắng đen là đen rõ ràng. Thế hạn tôi mày làm việc trong ấy bây giờ lần hoặc là âm hoặc không âm rõ ràng rành mạch. Nó bảo là ở trong ấy bây giờ ông cháu đi lấy bây giờ không có chứng từ, họ có bảo ông chứng từ đấy thì ông cháu chịu rồi. Bảo nó đấy, nó tiêu hết thì người ta rồi xong bây giờ là nó sợ nó về. Hôm nay là hôm nay qua hai cái mà nếu mà cháu về sau đấy, còn không ấy đấy bảo rõ ràng là mày bảo tiền là cái tiền của mày, mày giả cho ông mà mày lúc ấy mày lạ, ông không biết mày lạ bao nhiêu tiền lúc đấy nhưng mà có nghĩa là mày đưa giả công ty là 20 triệu là nó bỏ tiền túi nó đúng không? Tất cả đây tiền túi nó đấy, mà nó còn tắt như vậy là cộng tiền của nó lại còn bao nhiêu, còn bao nhiêu ông phải trách nhiệm giả lại cái số 20 triệu đó từ cái số tiền nó lấy rồi ở cho trong ấy rồi trả lại cái đấy thì tao chưa nói đâu, tao chưa nói câu nào nhưng mà nó nói giọng ấy là cũng không thể được với ông nó thẳng câu ấy. Bởi vì mày đã giả công ty thì tất thế không nói đúng rồi nhưng chưa nói đi cả chưa nói câu đó nhưng để tôi mày hết tôi tao không biết nếu chúng mày nói là chúng mày tiền công ty gì thì tất cả những tiền chúng mày trả ông là tiền công ty tao thì trả không thiếu thôi chúng mày đàng hoàng đường chính chính thì về muốn chuyển muốn đi đéo không được về thanh quyết toán rõ ràng thân nhất đấy thì nó có thể dám nói là bà Hòa bà không trả tiền như mày còn chỗ thằng Thi thì nó bảo là nó làm 8 năm không có lương. Rồi. Đấy là trường nó bảo đấy. Chứ khi là 8 năm công nữa, nó không lấy lương không gì cả. Mà bây giờ chồng không biết đối xử là sao? Thực ra nội bộ thì mình không biết, chỉ biết là như vậy là 8 năm không biết. Đấy, nó bảo không lương. Đấy, không lương. Thì không biết là sự việc thì mình không biết. Nó bảo là 8 năm không lương. Mà chú nó bảo kéo khi nó bảo ông nói thì ông cũng chả sợ gì cả. Ông vào làm. Đàng hoàng. Cháu sẵn sàng như vậy là hy sinh 23 năm đi tù. Thế con người đàng hoàng sao phải hy sinh đi tù? Không bảo là thế mày đang là con cháu người đàng đi tù, cháu sẽ kéo thêm vài ba người thằng đi tù. Ừ, bảo xin lỗi cái loại của nó. Đấy. Nó bảo có nhận đâu, nếu con người đàng hoàng không bao giờ phải đi tù. Nhưng mà nó là con người như thế nào, nó mới bảo là nó sẵn sàng đi tù. Nhưng nó bố láo, nó mới sợ phải đi tù chứ. Đấy, mà giờ đấy xem tôi dám đối chứng không đây? Nó thằng Trường nó về đến đây đúng không? Con vào đây con chỉ nói vài câu đứng lên luôn nó dám đối mặt không? Con người đàng hoàng nói có đầu có đuôi, nói ở trên có dưới. Nhưng mà đây giờ đấy nói cái đấy con vào nó chỉ nói vài câu cái đi luôn. Nếu là tiền của nó giả, thế sao nó không nói đấy là tiền của tôi ứng ra câu chuyện kia, có dám đâu? Kia mày là muốn về lấy 20 triệu. Buồn láo. Đấy nó bảo là đấy có thằng Quân đấy. Không cháu muốn về đây. Vẫn ngồi đây, lúc cái tiền đó, nó là bảo cháu về là cái tiền 20 triệu mà ông phải lấy lại cháu. Đấy. Thế nó bảo là ông vào trong kia, nên nó có nói gì là nó bảo là công an đến à, nó cho công an đến à hay nào? Không, nó bảo là ông cứ thuê 1 triệu một thằng. À, thuê 1 triệu một thằng à. Là vào trong đấy. Thuê cho tao đấy. Đấy, con người đàng hoàng thì việc gì người ta phải không mà nói. Khi nói đến ô tô thì đúng là thằng Quấn không nói mãi sau điên quá rồi không chịu được phải mới nói câu đi xe ô tô thì thằng này là im thì có nghĩa là khẳng định một điều là cái xe ô tô là đúng thực bảo là một đấy thế ông nghe không dám cãi câu không dám có ý kiến gì tức là tiền bao mà chính anh lừa đảo cái xe lừa đảo cách hợp pháp bảo đảm chịu thì trên cái đó thì làm sao thế cái này sao thế đưa tiền chúng nó bảo thì không nó tiêu rồi thì ca xong nhưng chỉ biết là cái số lợi hôm nay là đúng là do công ty đã để cho chúng nó một cách tiêu tiền không đúng thoải mái bây giờ kiểm soát mới bảo chúng là hôm nay cũng vì danh dự công ty ra thanh toán hết cho chú tức là còn lại 57 triệu đúng không mà trong khi đó giám đốc nói là bù lại cho chú ấy 3 triệu thêm để cái tiền mà chú buôn bán nó được bao nhiêu hôm qua là tôi bảo như vậy là đấy cái thằng là lái máy xúc cũng không trả tiền cho nó thằng nào không biết thì nó bảo cái thằng lái máy xúc xúc ở trong nó không trả tiền xin lỗi lại đúng đấy cũng nó cũng làm như thế chứ nó phải trả tiền ngay cho nó ơi. Cái thằng đấy là gì cái khối lượng thì không biết là kia là biết đâu nó làm không đúng khối lượng thì người ta phải kiểm soát lại đo trên máy là cái đồi đấy ông quốc là bao nhiêu khối lượng làm bao nhiêu thế nhưng ý chúng nó là gì thế giờ ông đặt vào đấy tất cả cái kiểm soát đặc biệt đó là cổ đông của nhiều người rõ ràng thế nó phải đi làm sao làm cái gì là nó phải thế, à, thế. Hiểu mình cũng thế cũng phải chung là có nghĩa là như này bác ạ ông ạ
nó cứ muốn bới ra cái này xong bới cái nó lắp ghép lung tung vào xong để nó làm xấu công ty. Nhưng xin lỗi nhá, nó không thể làm gì được, bởi vì bà Hòa vẫn sáng như gương. Bà làm gì bà có đầu có đuôi, có trên có dưới. Bà có đi giúp người, đi giúp đời, đi cứu đời. Làm sao bà lại để cho này? Chẳng qua là vì tình yêu thương, tin yêu chúng nó quá mà để đến giờ chúng nó mới dậy lại như này. Cũng không ngờ, thực ra là nếu mà này ngồi đến con cháu ngồi không ngờ. Ngồi đấy. Thế ông bảo con người đàng hoàng thì ngồi đấy chuyện thấy là thấy cháu. Các phóng xe thật nhanh về một cùng. Nếu đàng hoàng thì phải vào thẳng công ty. Đúng rồi. Vào thẳng nơi. Vào nơi đàng hoàng. Bây giờ công thanh toán, thanh quyết toán toàn bộ công nợ như nào? Không được nào. Xong. Nó bây giờ nó làm thế. Nhưng mà cái đấy, cái xe ô tô đấy rồi qua đó là chứng minh một điều như vậy là anh đã làm một cái thằng chính anh là thằng người đó. Đấy. Cái nhà cái xe người ta mua cho anh đăng ký tên anh rồi anh đấy anh đi thì người ta cũng chịu với nhau bởi vì tên anh là tên anh là tên anh là bắt nó viết vào đấy à đấy thế thôi là thế thôi câu chuyện thế này thì chúng ta cũng rất xin là cảm ơn chú cũng là để giải bày trong cái việc mà quẩn phúc.